Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cộng hòa Séc hạ tượng nguyên soái Liên Xô, Nga mở cuộc điều tra. Căng thẳng ngoại giao giữa Cộng hòa Séc và Nga lại tăng lên sau khi chính quyền của thủ đô Praha đã tháo dỡ tượng nguyên soái Ivan Konets, anh hùng Liên Xô vào hôm 3 tháng 4 năm 2020 để cho vào bảo tàng. Và chính quyền Nga ngay lập tức đã làm hai động tác là mở cuộc điều tra hình sự về tội xâm hại biểu tượng quân đội Nga và yêu cầu Cộng hòa Séc hoàn trả tượng ông Konets. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói với người đương nhiệm Séc, ông Lavrov, rằng Nga sẵn sàng trả hết chi phí vận tải để đưa bức tượng của ông Konets trở về Moscow. Đây là hình ảnh chính quyền Praha đã hạ tượng nguyên soái Konets gây căng thẳng quan hệ giữa hai nước. Thế nhưng chính phủ của Cộng hòa Séc nói việc giải quyết bức tượng thế nào là do chính quyền thành phố Praha quyết định, theo hãng truyền thông Reuters đưa tin. Và từ cuối năm 2019, quận tại Praha, quận 6 và các thành viên hội đồng địa phương thuộc một đảng trung hữu ở Séc đã nêu kiến nghị di rời bức tượng ông Konets đi chỗ khác. Và quyết định này đã gây ra phản đối mạnh từ Đại sứ quán Nga ở Cộng hòa Séc và bị Đảng Cộng sản Séc lên án dữ dội. Bức tượng được dựng từ thời Tiệp Khắc còn thuộc khối Cộng hòa xã hội chủ nghĩa do Liên Xô lãnh đạo đã bị một phần dư luận của Cộng hòa Séc sau chiến tranh lạnh coi là biểu tượng của quá khứ và cần phải dọn và dẹp đi. Trước đó, khắp châu Âu có rất nhiều những loại tượng đài như vậy từ Lenin, Kamas, giải khắp các nước Đông Âu và nay thì người dân ở các nước này đã không còn muốn hiện diện của những bức tượng như vậy nữa. Và sau đó, vì gây tranh cãi nhiều, chính quyền ở thành Praha đã cho tạm phủ bạt bức tượng để tránh không bị một số người chống Nga đến bôi bẩn. Và đến hôm đầu tháng 4 năm nay thì tượng được chính thức đem đi chỗ khác. Thành phố Praha cũng từ chối lời yêu cầu của Nga đòi họ trả lại bức tượng và cho hay họ sẽ đối xử lịch sự với bức tượng của ông Konets. Và có vẻ như người ta sẽ lại đem pho tượng này vào một bảo tàng nào đó vì rất nhiều nơi trên thế giới cũng đã dùng hình thức này đưa những bức tượng mà không còn phù hợp vào những bảo tàng hoặc là một góc vườn nào đó họ để. Và tại một số nước quốc gia Đông Âu hậu Cộng sản đó có hiện tượng như các tượng lãnh đạo cũ gồm cả Lenin, Stalin được cho vào công viên tượng như ở vùng Baltic và Hungary. Và ngay tại Đức, những bức tượng lớn như vậy cũng bị đưa ra công viên hoặc đưa vào những khu rừng họ vứt bỏ ở đó. Và nhân dịp này, một số báo châu Âu nói lại về lịch sử, quan hệ khó khăn của người Séc với láng giềng khổng lồ là Nga và câu chuyện công và tội với các nhân vật của Liên Xô. Đây là hình ảnh nguyên soái Ivan Konets được các nhóm công nhân Praha thân Cộng sản chào đón khi cùng Hồng quân tiến vào thành phố vào ngày 19 tháng 5 năm 1945. Liên Xô và Nga sau này coi nguyên soái Ivan Konets là người giải phóng Praha. Nguyên soái Ivan Konets được các nhóm công nhân Praha thân Cộng sản chào đón và đây là điều mà lịch sử đã ghi nhận từ thời gian đại chiến thế giới lần thứ hai diễn ra khắp châu Âu. Nhưng một số sử gia Séc nói ông Konets đưa Hồng quân vào Praha vào ngày 9 tháng 5 năm 1945 sau khi thành phố này đã vắng bóng quân Đức được vài hôm, tức là quân đội Đức đã bỏ đi khỏi thành phố này rồi, thì ông nguyên soái của Liên Xô này mới đưa quân vào. Và các sử liệu của Anh nói trên thực tế vào những ngày cuối cùng của Thế chiến lần thứ hai ở Đông Âu, cả quân Mỹ và Liên Xô đều chỉ đi qua thành phố Praha để tập trung đánh vào Đức mà thôi. Và Đại tướng David Eisenhower, Tổng tư lệnh quân đội Anh và Mỹ, Pháp ở châu Âu đã đồng ý với tướng Alexei Antonov của Liên Xô rằng quân Mỹ sẽ dừng ở tuyến Kaloris và quân Liên Xô sau khi mở mặt trận ở Slovakia chỉ tính đến việc để đánh vào Dresden của Đức. Ngoài ra, Mỹ còn cử hai sĩ quan quân báo lái xe từ Brest vào Praha để xem tình hình ra sao. Họ đã không ở lại thành phố này mà quay về ngay trong ngày. Và sau đó, Hồng quân Liên Xô chỉ mở chiến dịch ở Praha vào ngày 7 tháng 5 năm 1945 sau khi thấy du kích Cộng sản ở Séc đã làm chủ nhiều khu phố ở Praha rồi. Và sau khi tiến quân vào thủ đô của Séc, Liên Xô đã ngay lập tức vây bắt và triệt hạ các nhóm hoạt động Séc thuộc phái không Cộng sản. Và với nhiều người Séc, nguyên soái Konets phải chịu trách nhiệm đã đem quân Liên Xô đàn áp khởi nghĩa Budapest vào năm 1956 ở nước láng giềng Hungary và điều động quân đội khối Hiệp ước Warsaw xâm lăng Tiểu Khắc
và đàn áp khởi nghĩa Praha vào năm 1968. Và người dân Tiệp Khắc không thể quên sự kiện lịch sử mang tên Mùa Xuân Prague đã bị đàn áp đẫm máu bởi chính quân đội Liên Xô vào năm 1968. Đây là hình ảnh người dân ở Prague đã vây quanh xe tăng của Liên Xô vào ngày hôm 21 tháng 8 năm 1968. Và ngày 21 tháng 8 năm 1968, hàng chục người bị giết chết trong cuộc trấn áp quân sự của quân đội Liên Xô vào năm quốc gia tham gia Hiệp ước Warsaw. Và xe tăng Liên Xô kéo vào thành phố, nghiền nát cuộc thử nghiệm chủ nghĩa xã hội với bộ mặt người. Và một số thành viên lãnh đạo của phong trào tự do Tiệp Khắc đã bị bắt giữ, trong đó có Thủ tướng Alexander Dukovich. Hãng thông tấn Liên Xô TASS nói rằng việc kháng cự được thực hiện theo yêu cầu của các thành viên trong chính phủ và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Tiệp Khắc nhằm chống lại các lực lượng phản cách mạng. Tuy nhiên, trong một bài diễn văn bí mật được phát trên kênh phát thanh, Chủ tịch nước Tiệp Khắc Lưu đã lên án việc các đồng minh khối Hiệp ước Warsaw chiếm đóng lãnh thổ là bất hợp pháp và đã được thực hiện mà không được sự đồng ý của chính phủ Tiệp Khắc. Và Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Johnson đã nói cuộc xâm chiếm là vi phạm rõ Hiến pháp Liên Hợp Quốc và những lý do Liên Xô đưa ra để biện minh cho việc này là hoàn toàn bịa đặt. Đó là lời bình luận đáng buồn trong tư duy của những người Cộng sản khi họ cho rằng dấu hiệu tự do tại Tiệp Khắc bị coi là mối đe dọa căn bản an ninh của hệ thống Xô Viết. Ông nói như vậy. Và giới chức Tiệp Khắc đã ra lệnh cho lực lượng quân đội với số lượng đông đảo áp đảo của mình không đánh trả và kêu gọi dân chúng kiềm chế lúc đó. Và việc thay đổi hướng đi của Tiệp Khắc bắt đầu khi ông Dubček, người Slovakia, trở thành lãnh đạo Đảng Cộng sản vào tháng 1 năm 1968. Đây là hình ảnh tác giả của cách mạng Mùa Xuân Praha, ông Alexander Dubček, lãnh đạo Đảng Cộng sản Tiệp Khắc trong một bài phát biểu trước năm 1968. Một chương trình cải cách dân chủ diện rộng bắt đầu được đưa ra mở đầu cho phong trào Mùa Xuân Prague. Và trong ngày 21 tháng 8 năm 1968, những đám đông tụ tập trên đường phố hô vang ủng hộ ông Dukic và đòi lính nước ngoài phải rút về nước. Và hầu hết sự phản kháng diễn ra quanh khu vực đài phát thanh Prague. Và sau đó các thanh niên Tiệp Khắc đã ném bom xăng và thậm chí còn tìm cách chiếm xe tăng Nga. Các tường thuật đã nói rằng một số xe tăng và xe tải chở đạn dược bị phá hủy, nhưng binh lính Liên Xô đáp trả bằng súng máy và nã pháo. Ít nhất có 4 người bị bắn chết khi đó. Và tại các khu vực quảng trường Veselac ở phố cổ, hàng trăm thanh niên dựng rào chắn và lật đổ xe tải cỡ lớn nhằm ngăn chặn đường tiến của đối phương. Và các chỉ huy Liên Xô của khối 5 thành viên Hiệp ước Warsaw sau đó lệnh thiết quân luật vào ban đêm và dọa bắn bỏ bất cứ ai vi phạm lệnh này. Và toàn bộ các tuyến đường xe lửa, đường bộ và đường không ra khỏi Tiệp Khắc đều bị đóng trong lúc binh lính nước ngoài tiếp tục tiến vào. Và ước tính có khoảng gần 175.000 lính tham chiến trong chiến dịch này. Và sau cuộc xâm chiếm, ông Dukic và các gương mặt chính trị khác đã bị cấm hoạt động và bị thay thế bằng một chế độ cộng sản đàn áp khác hơn. Toàn bộ các cải cách trước đó bị tuyên bố vô hiệu hoặc bị bỏ, không thực hiện. Và cuộc xâm chiếm bị lên án mạnh mẽ trên toàn thế giới. Và đáng kể là có hoạt các đảng cộng sản ở các nước như Nam Tư, Rumani tuyên bố họ không dính dáng gì tới các hành động của Liên Xô. Cũng như những gì đã từng xảy ra tại Hungary vào hồi năm 1956, phương Tây không hành động gì. Và Hoa Kỳ trong giữa bầu cử Tổng thống và đang bận vịu với cuộc chiến ở Việt Nam cũng ngay thời điểm đó. Và Đảng Cộng sản cuối cùng đã bị lật đổ tại Tiệp Khắc vào năm ngày 24 tháng 11 năm 1989 và ông Dubček vinh quang trở lại thủ đô Prague. Và ông đã trở thành lãnh đạo của chính quyền hậu Cộng sản trong diễn biến về sau cuộc gọi là cách mạng Nhung. Và liên quan đến những việc dựng tượng đài các đài lãnh đạo Cộng sản, báo chí trong nước ở Việt Nam mới đây cũng cho hay nhà cầm quyền tại tỉnh Nghệ An đã lên tiếng bác bỏ thông tin xuyên tạc về tượng Lenin ở thành phố Vinh sắp được khởi công xây dựng cho người dân chiêm ngưỡng. Và đây là hình ảnh cựu bí thư Hoàng Trung Hải của Việt Nam và các đại biểu thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài Lenin vào sáng ngày 7 tháng 11 tại công viên Lenin, quận Ba Đình, Hà Nội. Được biết tỉnh Nghệ An có tượng Lenin cao 3 mét đúc ở Nga sẽ được đưa về thành phố Vinh sau khi dự án hoàn thành dự kiến vào cuối tháng 3 năm nay. Theo thông tin công bố của báo Việt Nam, vào cuối tuần vừa qua, đây là công trình đã được sự đồng ý của Trung ương và của tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đang triển khai xây dựng. Và dự kiến tượng đài sẽ đặt tại ngã 5 của thành phố với tổng diện tích khoảng 4.300 m². Và tượng có chiều cao khoảng 3 mét đúc bằng đồng được chế tác tại tỉnh Unavis của Liên bang Nga
sau đó vận chuyển sang Nghệ An. Báo Việt Nam trích đăng từ tỉnh ủy Nghệ An cho biết như vậy. Công trình này thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An, quê hương Bác Hồ vĩ đại và tỉnh Unalaq, quê hương của Lenin, vị lãnh tụ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời thể hiện tình hữu nghị của hai nước Việt và Nga. Và cũng trên mạng xã hội, Việt Nam thời gian qua đã có một số ý kiến phê phán công trình này. Việc đầu tiên bị nêu ra là chi phí cao cho công trình ở một tỉnh nghèo. Báo Thanh Niên xác nhận rằng kinh phí xây dựng vườn hoa đài phun nước cho công trình này lên tới hơn 8 tỷ đồng. Nay, báo Việt Nam đã nói, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định thông tin trên mạng xã hội những ngày qua không chính xác, xuyên tạc với dụng ý xấu. Tuy nhiên, tỉnh ủy Nghệ An cũng không nói thông tin không chính xác đó là gì. Và lý do thứ hai, theo những người chỉ trích là sự lỗi thời của nhân vật Lenin, biểu tượng của mô hình cộng sản ưa bạo lực ở Nga vào năm 1917, và cũng tương tự như vậy các nước Đông Âu đã dẹp bỏ tất cả những cái tượng này ở những nước mà họ đã được tự do và dân chủ. Đây là hình ảnh cụ bà ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, được trao phong bì bên trong chỉ có 10.000 đồng tiền mừng thọ Tết Canh Tý vào năm 2020. Thông tin này đã được ông Phạm Văn Chính, bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận. Rất nhiều người cảm thấy sốc vì số tiền này có giá trị nhỏ hơn 50 cent của Mỹ. Một bài đăng trên báo của Việt Nam ở Hungary hồi tháng năm 2014 cho rằng tôn thờ Stalin hay Lenin đều là sùng bái cá nhân và mù quáng. Ngoài ra, Lenin trước hay sau như một ủng hộ sự áp dụng bạo lực cách mạng như một biện pháp, một phương tiện cần thiết và tiên quyết để giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội và chính trị. Và sau khi Liên Xô giải tán, nhiều nước Cộng Hòa từng thuộc liên bang đã cho có kéo đổ tượng Lenin, coi đó là biểu tượng của nền thống trị và đàn áp từ Moscow. Và sự hiện diện của Lenin qua tượng đài ở Hà Nội và trong sách báo tranh ảnh của Việt Nam lại có ý nghĩa hơi khác một chút. Đó là việc khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất toàn bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức vẫn theo đường lối Leninist. Và Facebook Chi Mai đã nói thêm như sau: Lenin là một kẻ tàn bạo, một tội đồ của nhân loại. Chẳng lẽ chính quyền tỉnh Nghệ An lại dựng tượng Lenin vì tôn thờ bạo lực, giết chóc hay sao? Một câu hỏi được đặt ra. Facebook An Bùi thì nhắc lại, Lenin là người khởi xướng cho mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa kiểu Xô Viết. Người ta ước tính, trong thế kỷ 20, các nhà nước cộng sản đã giết chết hàng loạt, hàng trăm triệu người và Lenin phải chịu trách nhiệm trước nhân loại về tội ác này. Và sự kiện ở Nghệ An xây dựng công viên Lenin tưởng niệm và dựng tượng đài Lenin đã khiến cho hàng chục ngàn người sử dụng mạng xã hội chuyển cho nhau xem lại thông tin rằng năm 2018, Nghệ An chỉ thu được có 12.691 tỷ, trong khi chi có lên tới 23.780 tỷ đồng. Và khoản thiếu hụt do chênh lệch thu chi là hơn 11.000 tỷ đồng ấy, tất nhiên là tiếp tục đi xin như đã và đang và sẽ còn xin hỗ trợ. Và bạn Trung Trang đã thử tính như sau, lấy 11.000 tỷ chia cho 365 ngày và nhắc nhở mọi người rằng mỗi ngày toàn quốc đang phải cấp cho Nghệ An khoảng 30 tỷ đồng để chi tiêu, và Nghệ An thì lại đi hăm hở dựng tượng Lenin. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020, với bản tin Cộng hòa Séc hạ tượng nguyên soái Liên Xô, Nga mở cuộc điều tra. Các bạn hãy chia sẻ video này và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn từ bản tin lần sau. Trung Khoa, Thời báo.de.